quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh đoàn phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Truyền thông Nhị Vân đã tổ chức lễ phát động cuộc thi The Charming Beauty Hoa Khôi Putaleng lần thứ nhất năm 2024 bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu trung tâm và trực tuyến đến các huyện trên địa bàn tỉnh. Sự lễ phát động tại điểm cầu tỉnh có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các cơ quan ban ngành đoàn thể tỉnh, đại diện các tổ chức cá nhân và các đối tác cuộc thi. Với chủ đề Hương sắc đỗ quyên, cuộc thi The Charming Beauty Hoa Khôi Putaleng lần thứ nhất năm 2024 được tổ chức nhằm tìm kiếm và tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, tài năng của nữ sinh nói riêng và tuổi trẻ tỉnh Lai Châu nói chung, góp phần nâng cao nhận thức về đức, trí, thể, mỹ, từ đó tạo sân chơi giúp các bạn có cơ hội thể hiện các kỹ năng cần thiết trong thời đại 4.0. Đồng thời, cổ vũ động viên đoàn viên thanh niên tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, có tấm lòng bao dung, nhân ái, biết yêu quê hương đất nước và giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Cuộc thi được tổ chức cũng nhằm lựa chọn những nữ sinh đẹp cả về hình thức và trí tuệ để đại diện cho các sản phẩm OCOP của thanh niên Lai Châu, góp phần thúc đẩy phong trào thanh niên Lai Châu khởi nghiệp, lập nghiệp. Cuộc thi sẽ được tổ chức bằng hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, dành cho đối tượng là nữ sinh người Lai Châu, độ tuổi từ 17 đến 23, đang là học sinh sinh viên tại các trường trung học phổ thông, trung tâm hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện trên cả nước. Thời gian tổ chức dự kiến từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 7 tháng 9 năm 2024 và được tổ chức 3 vòng thi, sơ khảo, bán kết và chung kết. Vòng sơ khảo là vòng thi ảnh trực tuyến với chủ đề Nét đẹp tự nhiên và văn hóa, để lựa chọn ra top 30 thí sinh lọt vào bán kết. Vòng bán kết là vòng thi ảnh và video trực tuyến để lựa chọn ra 4 giải. Người đẹp áo dài, người đẹp trang phục dân tộc, đại sứ du lịch thanh niên Lai Châu, thí sinh được yêu thích nhất và top 15 vào vòng chung kết. Vòng chung kết là đêm gala thi trực tiếp và trao giải với các nội dung thi, trình diễn trang phục, tài năng, hùng biện, ứng xử. Nữ sinh tham gia cuộc thi The Charming Beauty Hoa Khôi Putaleng sẽ có cơ hội được nhận chứng nhận của ban tổ chức. Phần thưởng tổng giá trị lên tới 100 triệu đồng, trong đó Hoa Khôi được 50 triệu đồng, Á Khôi 1 giành 30 triệu đồng, Á Khôi 2 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng sẽ trao các giải phụ như người đẹp áo dài, người đẹp trang phục dân tộc, đại sứ du lịch thanh niên Lai Châu, thí sinh được yêu thích nhất. Hoa khôi của cuộc thi sẽ được đặt cách thẳng vào bán kết cuộc thi The Charming Beauty Duyên dáng sinh viên Việt Nam lần thứ 2 do Nhị Vân Media tổ chức. Tại lễ phát động, tỉnh đoàn Lai Châu cũng đã thực hiện ký kết về việc phối hợp tổ chức tủ sách học đường với các đơn vị đồng hành cuộc thi để nhằm gửi tặng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Thưa quý vị, chiều ngày 29 tháng 6, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Điện lực thành phố Lai Châu đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật đến các cơ sở thu mua phế liệu và ký cam kết không thu mua, tiêu thụ vật tư, thiết bị điện không rõ nguồn gốc. Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin tuyên truyền về tình hình trộm cắp các vật tư, thiết bị ngành điện trong thời gian qua và việc xử phạt đối với các đối tượng phạm tội, nhấn mạnh hành vi trộm cắp vật tư, thiết bị, tài sản ngành điện gây tác động ảnh hưởng tới an ninh lĩnh vực năng lượng, quy định trong Luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017, Luật Điện lực, Luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2020. Đồng thời, lực lượng an ninh kinh tế tuyên truyền nhận dạng các hình ảnh vật tư, thiết bị ngành điện thường hay bị mất trộm để các chủ cơ sở thu mua phế liệu nhận biết, từ chối khi có đối tượng giao bán vật tư, thiết bị ngành điện. Kết thúc hội nghị, đại diện cho các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn thành phố Lai Châu đã ký cam kết không thu mua vật tư thiết bị điện không rõ nguồn gốc. Được biết, hiện nay Lai Châu có 137 cơ sở thu mua phế liệu, tại thành phố có 25 cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua cùng với chú trọng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhà máy thủy điện Lai Châu huyện Nậm Nhùn luôn chú trọng công tác vận hành, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, trang thiết bị phục vụ cho sản xuất. Hàng năm nhà máy xây dựng kế hoạch phân ca kíp trực vận hành, xử lý công việc theo chức trách, chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài lịch bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc theo định kỳ, các ca tổ sản xuất cũng có lịch vệ sinh thiết bị, môi trường, khuôn viên khu vực nhà máy. Qua đó kịp thời phát hiện, khắc phục xử lý sự cố, cải thiện môi trường làm việc, bảo vệ sức khỏe của con người, tăng độ bền cho máy móc và thiết bị. Để đảm bảo an toàn lao động cho tất cả các cán bộ công nhân cũng như người lao động thì chúng tôi luôn luôn tuân thủ theo các cái quy định của Tập đoàn Điện lực, cũng các loại quy định của Tập đoàn Điện lực, các loại quy định của phân xưởng và
trang bị đầy đủ tất cả các loại trang thiết bị bảo hộ lao động như là mũ bảo hộ, quần áo bảo hộ, giày bảo hộ. Và khi mà chúng tôi thực hiện các công việc thì chúng tôi sẽ có đánh giá các cái rủi ro có thể xảy ra đối với người lao động. Trong kế hoạch sản xuất, nhà máy có đầy đủ các nội dung về cải thiện môi trường làm việc, kiểm định thiết bị với yêu cầu nghiêm ngặt về công tác an toàn lao động, phân công lãnh đạo trực an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Định kỳ hàng năm, nhà máy cử người lao động tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về an toàn vệ sinh lao động cho các bộ ngành chức năng có liên quan tổ chức. Người lao động, nhân viên trong các ca trực tuân thủ nghiêm các kế hoạch về sản xuất, phòng chống cháy nổ của đơn vị, giải quyết đúng, đủ các chế độ phù hợp với điều kiện lao động, góp phần đảm bảo sản xuất an toàn. Thì tôi, nhiệm vụ của tôi thì là tham mưu trực tiếp cho lãnh đạo phòng để đề xuất lên phòng kỹ thuật an toàn, để đề xuất lên ban giám đốc để thực hiện các xây dựng kế hoạch, lập kế hoạch về triển khai công tác an toàn bao gồm như an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai tại công trình nhà máy thủy điện Lai Châu. Nhà máy thực hiện xây dựng các phong trào thi đua gắn với hoạt động sản xuất như ca trực an toàn hiệu quả, an toàn lao động là trên hết, sửa chữa bảo dưỡng, trùng tu thiết bị, máy móc, đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ. Hàng năm trong kế hoạch an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy và phòng chống thiên tai của công ty luôn được chú trọng đầu tiên yếu tố liên quan đến đảm bảo an toàn cho người lao động. Các biện pháp kỹ thuật an toàn lao động thì thường xuyên được rà soát, bổ sung như là bổ sung rào chắn, biển báo, các vị trí có nguy cơ rủi ro cao luôn được cảnh báo và được hướng dẫn. Song song đó thì lực lượng mạng lưới an toàn vệ sinh viên của công ty cũng hoạt động đầy đủ theo các tổ sản xuất và thường xuyên tương tác trên các nhóm để đưa ra các cái khuyến cáo khuyến nghị có nguy cơ rủi ro mất an toàn cho người lao động. Nhà máy thủy điện Lai Châu không chỉ có tính năng sản xuất điện mà còn điều tiết nguồn nước trên thượng nguồn sông Đà, ngăn ngừa lũ ống, lũ quét vào mùa mưa, đảm bảo cho hoạt động sản xuất của người dân dưới vùng hạ lưu. Linh hoạt trong triển khai thực hiện các giải pháp vận hành an toàn, kịp thời, quan tâm động viên đội ngũ cán bộ, công nhân lao động, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà máy thủy điện an toàn, đảm bảo điện năng cung ứng và hệ thống lưới điện quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Than Uyên đã có nhiều giải pháp giúp người dân trên địa bàn được tiếp cận pháp luật hiệu quả. Qua đó từng bước đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xác định xây dựng xã đạt chuẩn, tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, xã Mường Cang đã tập trung nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành hiến pháp và pháp luật, trong đó chú trọng hoạt động của bộ phận một cửa, đồng thời nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận này. Xã cũng chú trọng tới công tác tiếp công dân, giải quyết các kiến nghị, hòa giải cơ sở, gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý và điều hành của chính quyền. Đặc biệt, các mâu thuẫn kiến nghị trong nhân dân được hòa giải, giải quyết ổn thỏa ngay từ cơ sở, không để phát sinh đơn thư kiến nghị vượt cấp, khiếu kiện đông người. Với những kết quả đạt được, nhiều năm liền, xã Mường Cang đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Để thực hiện tốt cái công tác xã duy trì đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024, thì ngay từ đầu năm dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã ban hành các cái văn bản, đặc biệt là tổ chức các cái hội nghị để tuyên truyền, phổ biến các cái luật đến với người dân. Thông qua đó thì đồng thời thì xã cũng đã chỉ đạo bộ phận một cửa trực tiếp tiếp công dân và đồng thời là tuyên truyền cho nhân dân về các cái văn bản của pháp luật của Đảng nhà nước. Không chỉ xã Mường Cang, nhờ đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở cũng như các quy định pháp luật được phổ biến đầy đủ, việc giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được các xã thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc. Để các xã thị trấn trên địa bàn sớm đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Ủy ban Nhân dân huyện thành lập hội đồng đánh giá với 12 thành viên và ban hành kế hoạch chỉ đạo phòng tư pháp phối hợp với đơn vị có liên quan. Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn triển khai thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ. Đến nay, 100% xã thị trấn trên địa bàn huyện Than Uyên được đánh giá đạt chuẩn. Trong năm 2023, toàn huyện lồng ghép tổ chức tuyên truyền được hơn 400 buổi với gần 25.000 lượt người tham gia. Ngoài ra tiến hành hòa giải 121 vụ việc, trong đó hòa giải thành công 100 vụ việc, chủ yếu liên quan tới mâu thuẫn tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự, đất đai.
Trong thời gian tới thì phòng sẽ tham mưu cho Ủy ban huyện là thành lập thứ nhất là thành lập đoàn kiểm tra hướng dẫn và giúp đỡ trực tiếp xuống xã để hướng dẫn giúp đỡ cán bộ công chức xã phụ trách các tiêu chí trong cái đánh giá 5 cái tiêu chí và trong cái đánh giá xã thị trấn đạt chuẩn các pháp luật. Cái thứ hai là chúng tôi tăng cường cái công tác tuyên truyền phổ biến các pháp luật đến người dân cơ sở và tăng cường công tác phối hợp giữa các thành viên hội đồng phổ biến pháp luật và ủy ban nhân dân xã để triển khai công tác tuyên truyền để đảm bảo tuyên truyền pháp luật đến cho người dân ở cơ sở. Để các xã thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ngày càng hiệu quả, thời gian tới huyện Than Uyên tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về ý nghĩa, tác động của việc xây dựng, đánh giá, tăng cường công tác giáo dục chính trị, đạo đức đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ sở. Đồng thời, phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh chỉ đạo, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, chấp hành pháp luật trong thực thi công vụ, thường xuyên kiểm tra giám sát đội ngũ cán bộ, công chức, tránh để xảy ra vi phạm. Thưa quý vị, thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tam Đường đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội, tập trung các nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi, góp phần phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 2014 đến nay, gia đình chị Nguyễn Thị Hải, bản Tiên Bình, thị trấn Tam Đường, được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tam Đường. Với số vốn này, gia đình chị đã đầu tư trồng chè, trồng đào, trồng hoa, cây cảnh và nuôi trâu. Nhờ chăm chỉ và cách làm khoa học, trừ chi phí mỗi năm, gia đình chị cho thu nhập gần 300 triệu đồng. Gia đình tôi là cũng được tiếp cận cái nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tam Đường. Thì gia đình tôi cũng mạnh dạn vay được 50 triệu về để tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi như ví dụ sang chuyển đổi sang trồng cây chè. Và ngoài ra thì gia đình cũng làm thêm, bây giờ chủ yếu làm thêm là về cây đào cảnh, các loại cây, cây đào, cây mai, nhất chi mai. Vâng, thì cũng được đem ra bán khắp thị trường. Đến tháng 4 năm 2024, nguồn vốn tín dụng chính sách huyện Tam Đường đạt 528 tỷ đồng, tăng hơn 3,3 lần so với năm 2014. Trong 10 năm thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đã có trên 26.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng. Nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã phát huy hiệu quả, giúp cho trên 7.000 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và được sự quan tâm của chính quyền địa phương, thì hàng năm thì huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện đã chuyển cái nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách huyện Tam Đường. Từ những năm 2016 đến nay thì tổng dư nợ là gần 8 tỷ, đã tạo điều kiện cho bà con cái nguồn vốn để phát triển kinh tế và đó giảm nghèo tại địa phương. Và cũng căn cứ vào những cái nguồn vốn đó thì chúng tôi cũng triển khai có hiệu quả. Cơ bản là các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích và hiện tại là cũng không có nợ quá hạn. Để nâng cao năng lực hoạt động cho Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, huyện ủy Tam Đường đã chỉ đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thực hiện giao dự toán kinh phí để bổ sung quỹ cho vay người nghèo và đối tượng chính sách với số tiền 1,5 tỷ đồng một năm đối với ngân sách cấp huyện. Thực hiện chỉ thị số 40/2014, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đường đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác quán triệt chỉ thị đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần của người dân. Ban Thường vụ đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xây dựng kế hoạch và trong đó xác định rõ vai trò quản lý của Nhà nước đối với công tác tín dụng chính sách và trọng tâm đó là dành một phần ngân sách để bổ sung cho quỹ cho vay người nghèo. Đồng thời với đó chính là việc chỉ đạo lồng ghép tốt các nguồn vốn để phát huy hiệu quả các món vay. Sau 10 năm triển khai thực hiện, chỉ thị số 40 kết luận số 06 của Ban Bí thư đã đi vào cuộc sống, phát huy hiệu lực hiệu quả, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Trong 6 tháng đầu năm, huyện Phong Thổ đã tập trung triển khai tốt các giải pháp phát triển sản xuất, nên hoạt động khai thác đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục giữ vững và tăng trưởng khá. Với diện tích nuôi trồng thủy sản 43,77 ha, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước đạt 80,4 tấn, bằng 64,94% kế hoạch, tăng 13,62% so với cùng kỳ năm trước. Để đạt được kết quả trên, trong thời gian qua, huyện đã tận dụng lợi thế nguồn nước mát, mở rộng diện tích nuôi cá nước lạnh. Huyện đang khuyến khích ngư dân và nông dân đẩy mạnh các mô hình liên kết sản xuất, mở rộng diện tích nhằm nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế. Thực hiện theo quyết định số 590 ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về công tác rà soát các điểm sắp xếp ổn định dân cư, thời gian qua đã được huyện Tam Đường chú trọng triển khai thực hiện. Trong đó, huyện Tam Đường đang triển khai thực hiện các dự án như dự án sắp xếp dân cư bản Thác Tác Tình, thị trấn Tam Đường. Đến nay, dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 26 tháng 4 năm 2024. Dự án di chuyển dân cư bản Phố Hồ Thầu, xã Hồ Thầu ra khỏi vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai. Tiến độ thực hiện dự án đạt 75%. Các dự án tiếp tục được đề xuất như dự án bố trí dân cư vùng thiên tai bản Pan Khèo, xã Thèn Sin giai đoạn 2, bản Nùng Nàng, Sáy San Ba, xã Nùng Nàng, vùng đặc biệt khó khăn bản Suối Thầu, xã Bản Giang, dự kiến tổng mức đầu tư là 62 tỷ đồng. Từ nay đến hết năm 2025, huyện Tam Đường phấn đấu tăng thêm ít nhất 10% số lượng báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn của huyện được đào tạo bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số, phù hợp với 3 ngôn ngữ trên địa bàn của huyện, gồm tiếng Mông, tiếng Thái, tiếng Dao, so với số lượng năm 2023. Bổ sung mới nhất 10% đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật là cán bộ công chức viên chức, người dân tộc thiểu số so với năm 2023. Bảo đảm 100% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn của huyện được cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật. Ít nhất 70% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, lĩnh vực, địa bàn và qua đó góp phần củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc với Đảng và Nhà nước. Trong 6 tháng đầu năm, diện tích gieo trồng cây ngô toàn tỉnh đạt trên 16.100 ha, giảm 3,84% so với vụ đông xuân năm trước. Diện tích ngô giảm chủ yếu ở huyện Tam Đường, Mường Tè, Tân Uyên, Nậm Nhùn và thành phố Lai Châu. Sau một số diện tích được chuyển đổi sang cây trồng khác, diện tích ngô đã cho thu hoạch từ đầu năm đến nay ước đạt 2.500 ha. Sản lượng đạt 9.200 tấn, tăng 2,79% so với năm trước. Dự báo cả năm, sản lượng ngô ước đạt trên 61.200 tấn, giảm 1,82% so với năm trước. Năng suất đạt gần 38 tạ trên 1 hectare. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.